Muốn chiến thắng thì họ phải vượt qua được tình huống nguy hiểm này đã. Đưa bóng vào. Đánh đầu! Goal! Bàn thắng mở tỷ số đã đến với các cầu thủ Đại học Thủy Lợi. Cầu thủ đã có được bàn thắng thứ tư nếu tính cả pha lập công này. Một pha đánh đầu không bị ai theo kèm của Đức Nam. Hàng phòng ngự của các cầu thủ Đại học Tôn Đức Thắng đã bị cuốn theo các cầu thủ trên hàng công khác. Và để cho Đức Nam, một tiền đạo rất xuất sắc của giải đấu năm nay, có quá nhiều khoảng trống. Có một bàn thắng ở trận thứ kết, là bán kết này, thì em cảm thấy rất là vui và đã giúp cho đội được gọi là đã giúp công cho đội để vào được vòng chung kết. Anh em cũng tập nhiều mà cũng hiểu em, nên là những cái tình huống ấy thì em lúc nào cũng kiểu như là hiểu được mấy anh em, kiểu mấy anh em đã tập nhiều với nhau. Luôn em số mặc áo số 7 mà, nhưng mà em cũng thần tượng Rôn Độ. Kỹ năng dứt điểm bằng đầu thì em lúc nào cũng học anh 7. Bàn thắng mở tỷ số vào lưới trường Đại học Tôn Đức Thắng trong trận bán kết 2 giúp cầu thủ Trần Đức Hoàng. Đội trường Đại học Thủy Lợi có 4 bàn thắng tại vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 2 năm 2024 Cúp Thaco. Đặc biệt hơn, đây là lần thứ 3 cầu thủ này ghi bàn thắng bàn đầu. Qua đó, Đức Hoàng cùng các đồng đội có lần thứ 2 liên tiếp giành vé vào chơi chung kết giải sinh viên toàn quốc. Năm trước thì bọn em cũng chơi một trận chung kết rất là tốt, là vào lượt sút bên lưng lưu thì bọn em hơi thiếu tự tin với lại thiếu may mắn, nên là năm nay bọn em đã có sự chuẩn bị và mong là trận đấu sẽ may mắn. Năm nay bọn em đã cố gắng cải thiện những cái phần thiếu sót của năm ngoái, là những tình huống cố định mình thua rất là nhiều, thì năm nay cả đội đã rất là quyết tâm và tập luyện từ rất là lâu rồi để tập trung cho giải lần này. Thì nhưng mà may mắn là mình đến giải năm nay, anh em đã thực hiện tốt những cái chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Trước trận chung kết thì em luôn muốn gửi một lời đến toàn thể ban huấn luyện, cầu thủ và cổ động viên là bọn em sẽ quyết tâm cố gắng hết sức. Trước khi trở thành tiền đạo mắng bàn thắng với cái đầu vàng, Trần Đức Hoàng từng chơi ở vị trí trung vệ. Khả năng chạy chỗ, sang bàn nhạy bén của Đức Hoàng đã thuyết phục ban huấn luyện đưa anh lên chơi ở vị trí cao nhất hàng công. Thực ra thì với bạn Hoan thì xuất phát điểm của bạn ấy là một trung vệ. Và một trung vệ, do vậy thì cái kỹ năng đánh đầu của Hoan thì thường được tập luyện và rèn rũa trong quá trình tham gia các giải đấu. Từ đặc biệt là sân 7 thì Hoan luôn là một trong những mũi nhọn đánh đầu rất là nguy hiểm, và Hoan thì có cái sức mạnh về can lướt, và cái nhờ có cái khả năng chọn điểm rơi tốt ở hàng là trung vệ thì sau đó thì chúng tôi đã quyết định đẩy Hoan lên làm vị trí tiền đạo, và Hoan đã phát huy được ở trong vòng cấm một cách rất là nhạy bén. Và trong giải này thì Hoan đang là một trong những ứng cử viên tranh với số 10 của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thao Thành phố Hồ Chí Minh với danh hiệu vô phản lực. Để vượt mất chức vô địch ở mùa giải trước, trường Đại học Thủy Lợi thể hiện quyết tâm và chơi hay trong từng trận đấu tại giải năm nay. Trước trận đấu chung kết với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Văn Trung đã có những kế hoạch chiến thuật chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chắc là cũng không cần phải nói nhiều, thì đây là một trường chuyên về ngành sư phạm thể dục thể thao, với những các cầu thủ có năng lực, có năng khiếu và có đam mê từ bé và vào được rèn rũa trong môi trường rất là chuyên nghiệp, thì chúng tôi đánh giá là về chuyên môn của trường sư phạm thể dục thể thao là rất là tốt. Với chúng tôi thì luôn xác định là ở trận chung kết có rất nhiều những sự bất ngờ, rất nhiều những khó khăn của các đội, vì là đây là trận cuối cùng, do vậy thì các cầu thủ thường là cháy hết mình, và đó thì trận đấu cũng rất là khó lường, và chúng tôi cũng luôn chủ động với phương án nếu ở tình huống mà hai hiệp đấu chính không giải quyết được thì chúng tôi luôn luôn chủ động và sẵn sàng đến với loạt đá luân lưu, và chúng tôi đã trải qua cái cảm xúc này ở rất nhiều giải đấu rồi, và chúng tôi cũng hết sức là bình tĩnh, không có gì là phải sợ ở loạt đá luân lưu cả. Lễ bế mạc về trận chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 2 năm 2024 Cúp Thaco sẽ diễn ra vào lúc 15:30 ngày 31 tháng 1 trên sân vận động trường Đại học Tôn Đức Thắng và được trực tiếp trên báo Thanh Niên cùng các nền tảng mạng xã hội FPT Play. Đây là một sân chơi rất bổ ích cho các em sinh viên. Năm nay có các đội chuẩn bị rất là tốt cho các giải đấu, và các đội cũng đã chấp hành tốt các ý thức của tổ trọng tài điều hành trên sân. Tổ chức chuyên nghiệp từ công tác tổ chức trong sân, ngoài sân và trên khán đài. Lực lượng cổ động viên cổ vũ cũng rất là nhiệt huyết, và có nhiều tổ cổ động viên cổ vũ rất là chuyên nghiệp, dẫn tới giải đấu rất là hấp dẫn dành cho lứa tuổi học sinh sinh viên trên học đường.